ngày 15 tháng 5 năm 2014, Kaleth Bjorn ngồi trong phòng họp báo, những lọn tóc dài và xoăn quen thuộc rủ xuống, để lại phía sau lưng anh một sự nghiệp đầy lừng lẫy mà có thể rất lâu nữa một trung vệ của Barcelona mới có thể có được. Một sự nghiệp không chỉ đơn thuần bao gồm những danh hiệu, những chiến tích mà còn đầy ắp sự kính nể và trọng vọng của rất nhiều người hâm mộ bóng đá và của cả đối thủ. Khoảnh khắc Gerard Piqué cúi gằm mặt, chống cằm, cố che đi sự xúc động từ ánh mắt của mình đã cho tất cả biết Barcelona vừa mất đi điều gì. Viết về Puyol thật sự rất khó. Nếu ai đã từng nghĩ rằng Kaleth Puyol là một đề tài đơn giản, tôi tin rằng họ đã quá chủ quan. Không ai biết rõ Puyol thật sự là một mẫu cầu thủ như thế nào. Chắc chắn Puyol không phải là thiên tài. Chắc chắn anh không phải là mẫu trung vệ khiến người ta phát cuồng vì vẻ bề ngoài thần thánh và lối đá nghệ thuật như Maldini hay Nesta. Chắc chắn anh cũng chẳng xù xì, gai góc như Zapstam của xứ sở hoa tulip. Bằng một cách nào đó, Puyol đã bước vào ngôi đền huyền thoại dành cho những tiền bối kể trên và ở lại đó mãi mãi. Nói về Kaleth Puyol là nói về tố chất thủ lĩnh. Khi Kaleth Puyol còn thi đấu, chúng ta đơn giản nghĩ rằng tố chất thủ lĩnh là cách anh hò hét cùng đồng đội, đôn đốc họ thi đấu trên sân, là cách anh yêu cầu Alves và Thiago thôi ăn mừng khiêu khích trước các cổ động viên Rayo Vallecano, là cách anh giật lấy chiếc bật lửa từ tay Piqué và bảo anh hãy tập trung cho quả phạt góc, là cách anh ngăn Ronaldinho tranh cãi với đối thủ vì một tình huống mà chính anh là người bị chơi xấu. Nhưng khi Puyol không còn ở Camp Nou nữa, chúng ta hiểu rằng anh còn hơn cả một người đội trưởng. Cuộc lội ngược dòng lịch sử với chiến thắng 6-1 trước Paris Saint-Germain sẽ mãi mãi là một ký ức đẹp. Nhưng có lẽ Barcelona sẽ không phải vượt qua vòng đấu đó khó khăn như thế nếu không thua 0-4 với lượt đi. Phải, nếu có Kaleth Puyol trên sân, Barcelona có lẽ đã không cần đến một cuộc lội ngược dòng lịch sử. Để rồi ở ngay vòng đấu sau đó, họ đã không thể làm được điều tương tự sau thất bại 0-3 trên đất Ý trước Juve. Nếu có các Kaleth Puyol, Barcelona có khi đã không thua AS Roma 0-3 trong trận lượt về và nói lời chia tay Champions League đầy cay đắng. Một trận thua chỉ có thể diễn tả bằng hai từ bạc nhược. Các cầu thủ đã sợ hãi, Ernesto Valverde cũng đã sợ hãi, tất cả các cổ động viên Barca đều đã sợ hãi. Trong những phút cuối cùng trước bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 của Roma, tôi đã ước rằng Puyol ở đó. Nói như Jorge Valdano, Kaleth Puyol là mẫu cầu thủ duy nhất trên thế giới này, dù có bị bắn vào đầu, vẫn đứng hiên ngang. Nhưng điều khiến hầu hết chúng ta đặc biệt yêu thích Puyol là vì anh là một trong những cầu thủ hiếm hoi trên thế giới, thực sự chiến đấu vì màu cờ sắc áo, một khái niệm mà những người bay bổng liên tưởng cho môn thể thao vua. Nhưng ở Puyol, chúng ta thực sự cảm nhận được điều đó. Puyol tạo ra cảm giác mỗi trận đấu với anh là một cuộc chiến thật sự. Anh là một chiến binh và đằng sau anh là tổ quốc. Đôi khi sự can đảm, quả cảm của Puyol khiến những tiền đạo đối mặt với anh phải chùn bước. Nó khỏa lấp đi những thiếu sót về cả hình thể lẫn chuyên môn, tạo ra cho người hâm mộ cảm giác trận đấu trở thành một cuộc đấu tranh về ý chí, chứ không còn là một trận bóng đơn thuần. Kaleth Puyol không có sự bay bổng lãng mạn của Ronaldinho, không có thiên tài của Lionel Messi, không phải là người nhạc trưởng tạo nên bản nhạc vĩ đại mang tên Tiki-Taka như Xavi, Iniesta hay Busquets. Nhưng sự cần mẫn, trung thành, tận tụy của anh là bánh ghép hoàn hảo cuối cùng cho những năm tháng vàng son mà Barcelona đã trải qua.